Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách đồng bộ dữ liệu lương tại Payroll trở thành báo cáo tại Base HRM. Và sau đây sẽ là thao tác. Trong video trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách gửi một bảng lương như thế này cho một người nhân sự, chạy một bảng tính lương giống như thế này tại Payroll để xuất ra dữ liệu công lương của từng nhân sự. Vậy thì sau khi mà đã tính lương như thế này, các con số này làm sao để chúng ta có thể chuyển thành báo cáo về tiền lương trên Base HRM? Thì đầu tiên tôi sẽ mô tả bằng một ví dụ như sau. Tại HRM thì các anh chị có thể click vào phần bảng lương định kỳ để theo dõi về báo cáo tiền lương, về chi phí của công ty tại đây. Ở đây thì chúng ta có thể theo dõi báo cáo theo từng tháng. Ví dụ tôi click vào tháng 10 2020, tôi có thể theo dõi được bảng lương cũng như là khoản lương của từng cá nhân. Ngoài ra tôi có thể theo dõi được chi phí của công ty theo từng khối chuyên môn nghiệp vụ, theo từng thời gian làm việc và theo từng văn phòng ở thanh menu bên trái. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể xây được một cái báo cáo như thế này trên hệ thống của Base? Thì sau đây tôi sẽ thực hiện thao tác hướng dẫn. Để có thể đồng bộ được báo cáo này thì đầu tiên anh chị cần phải cài đặt một thông tin nho nhỏ tại Base HRM, đó là phần cài đặt chính sách lương. Ở đây thì anh chị sẽ click vào phần chính sách lương mà mình muốn cài đặt. Ở đây tôi sẽ cài đặt là chính sách lương e-learning. Trong chính sách lương khi mà anh chị click vô thì nó luôn luôn có 8 cái cột thông tin ở đây, bao gồm là thông tin cá nhân này, của nhân sự thì cái phần này hệ thống sẽ tự lấy. Tiếp theo là income là các cái khoản lương, benefit là khoản phụ cấp, khoản employee taxes là khoản thuế thu nhập cá nhân, employee insurance là khoản liên quan đến bảo hiểm, other employee deduction là các khoản khấu trừ khác ngoài các cái khoản khấu trừ đi muộn, company insurance là khoản mà bảo hiểm xã hội mà doanh nghiệp sẽ đóng cho người nhân viên, và cuối cùng là khoản company cost là các khoản liên quan đến chi phí của công ty. Để có thể đồng bộ dữ liệu lương từ Payroll về HRM thì đầu tiên anh chị cần phải thiết lập một số cột thông tin. Đầu tiên đó là benefit. Bây giờ tôi sẽ qua cái phần bảng lương này để mô tả cho các anh chị hiểu. Thao tác chúng ta cần làm đó là tạo cái dữ liệu ở bên Base HRM nó tương đương với các thông tin trên Payroll. Ở đây tôi có một cái thông tin đó là điện thoại. Đây là một khoản phụ cấp. Thì tôi sẽ tạo cái thông tin đó là điện thoại tại mục benefit của chính sách lương. Tôi cũng đưa lên thêm trường mới này, nhập chữ điện thoại và chọn nó là nhóm benefit. Sau đó tôi lưu lại thì nó sẽ hiển thị ra một trường thông tin như thế này. Nó chỉ cần giống cái chữ là điện thoại và bên đây cũng là điện thoại. Các dữ liệu này nó tương đồng nhau, nó giống nhau, đều là chữ điện thoại thì nó sẽ đổ dữ liệu từ Payroll về trên HRM. Tiếp theo đó là thông tin liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Thì trên Payroll tôi có một cái trường thông tin là thuế thu nhập cá nhân, thì tôi chỉ cần copy cái thông tin này, tôi thêm trường mới bên đây, tôi đặt tên giống y chang trên bên Payroll và tôi chọn đó là thuế, sau đó tôi lưu lại thì nó sẽ ra một trường thông tin như thế này. Tương tự như bảo hiểm thì nó cũng là BHXHNV. Tôi đặt thông tin giống y hệt nhau ở hai bên. Các phần deduction thì trong bảng lương này tôi không có thì tôi sẽ bỏ qua. Company insurance đó là bảo hiểm xã hội doanh nghiệp, thì ở bên Payroll tôi có tạo một trường thông tin đó là bảo hiểm xã hội doanh nghiệp và nó là 21,5%. Thì tôi cũng tạo một trường thông tin đó là BHXHDN. Và cái hai cái trường thông tin này giống nhau thì lát nữa tôi đồng bộ dữ liệu lương từ Payroll nó sẽ tự động đổ vào cái phần Company Insurance. Đấy là một số thông tin cơ bản. Ngoài ra nếu mà trong bảng lương của các anh chị có những thông tin khác thì các anh chị có thể hoàn toàn thêm các trường mới. Và lưu ý ở đây là các trường thông tin này phải giống các trường thông tin đặt tên ở trên Payroll. Đã, giống cái ID này thì nó sẽ tự động chuyển thành cái dữ liệu trên báo cáo tại Base HRM. Và sau khi chúng ta đã làm xong thì chúng ta sẽ lưu lại. Sau khi đã thiết lập xong cái phần gọi là trường tùy chỉnh tại phần chính sách lương thì các anh chị sẽ về lại trang chủ tại HRM. Chúng ta sẽ về phần bảng lương định kỳ và anh chị sẽ đưa chuột lên và tạo một circle mới. Ở đây tôi sẽ tạo một circle tháng 6. Tại sao? Bởi vì tôi đang tính lương ở bên này là tính lương vào tháng 6 thì tôi sẽ tạo một circle là tháng 6. Tôi sẽ chọn là Run in Base Payroll và tôi lưu lại. Thì khi lưu lại nó sẽ hiển thị ra một cái thông số ở đây, đó là Payroll tháng 6 2021. Khi click vào đây thì nó sẽ chưa có thông tin gì cả. Để mà có thể đồng bộ dữ liệu từ Payroll về trên cái bảng lương của HRM ở đây, các anh chị sẽ về Payroll này. Chúng ta cũng sẽ chạy lương bình thường. Trong video trước thì tôi cũng đã nói cái thao tác này rồi, đó là chúng ta sẽ đăng cái bảng lương này. Sau đó chúng ta sẽ duyệt bảng lương này. Sau khi duyệt xong bảng lương thì coi như là lương này đã là bảng final. Thì các anh chị sẽ đưa chuột lên đây và chọn sign up HRM. Tôi sẽ chọn là tháng 6.
Ở đây thì nó đã hiện ra các trường thông tin mà tôi khai báo tại HRM này. Và sau đó thì tôi sign up. Khi mà tôi làm thao tác như vừa rồi thì tôi về lại HRM và tôi chạy lại trang này. Ngay khi tôi vừa chạy lại trang thì ngay lập tức nó đã hiển thị ra báo cáo tiền lương theo từng cá nhân, chi phí của công ty này, take home của người nhân viên này. Và bên đây có báo cáo theo từng khu vực nghiệp vụ, báo cáo theo từng địa điểm văn phòng, báo cáo theo từng thời gian làm việc. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thao tác đó là đồng bộ dữ liệu lương từ payroll trở thành báo cáo tiền lương tại Base HRM. Ngoài ra, sau khi các anh chị đã đồng bộ dữ liệu lương từ payroll về trên Base HRM và thành báo cáo, thì cùng lúc đó người nhân viên có thể click vào bảng lương của mình. Tại đây thì họ cũng sẽ có thể tự theo dõi được bảng lương của cá nhân họ tại phần Base HRM hay còn gọi là app Payme, và họ có thể click vào đây để theo dõi phiếu lương của họ. Đây là các thông tin về lương của họ. Nếu mà chúng ta cài đặt nhiều thông tin hơn thì nó cũng sẽ hiển thị ra các thông tin đầy đủ mà người nhân viên cần biết. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu thao tác đó là chuyển dữ liệu tiền lương của từng cá nhân thành báo cáo tiền lương tại Base HRM, và đồng thời chúng ta có thể gửi bảng lương cho người nhân viên thông qua app điện thoại và người ta có thể theo dõi ở đây. Mong rằng anh chị có thể thao tác thành công, và nếu mà có thắc mắc trong quá trình tìm hiểu thì các anh chị có thể đặt câu hỏi cho đội hỗ trợ trực tuyến của Base trên phần mềm. Cảm ơn anh chị và chúc anh chị thành công.